Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, theo khảo sát của Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam, để hoàn thiện đầu tư một dự án nông nghiệp, doanh nghiệp cần phải trải qua 12 loại thủ tục với 16 bước và khoảng 40 loại giấy tờ để đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Vậy đây có phải là một trong những lý do chính khiến hiện nay cả nước mới chỉ có 1% tổng số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp với số vốn chiếm gần 3% tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh hay không? Cần gỡ khó thế nào về mặt chính sách cho doanh nghiệp nông nghiệp phát triển, lực lượng chủ công để tái cơ cấu thành công nền nông nghiệp Việt Nam? Tất cả sẽ có trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề gỡ khó chính sách cho doanh nghiệp nông nghiệp. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Tư lệnh ngành nông nghiệp đã xác định phát triển doanh nghiệp là then chốt, là nòng cốt trong thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam. Vậy bức tranh về doanh nghiệp nông nghiệp nước nhà hiện ra sao? Kính mời quý vị đến với phần tổng hợp sau. Luôn chỉ chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp, theo Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cả nước hiện có gần 4.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, có 28 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao. Đáng lưu ý, tỷ trọng của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông lâm thủy sản dường như không hề thay đổi trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014. Tính đến năm 2014, chỉ có 109 doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, chiếm 1,09% tổng số doanh nghiệp FDI trong nền kinh tế, trong đó có 95 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và 14 công ty liên doanh. Quy mô của các doanh nghiệp vẫn chủ yếu ở mức vừa và nhỏ, chiếm tới 96,53% tổng số doanh nghiệp nông nghiệp, với tổng vốn trung bình dưới 5 tỷ đồng một doanh nghiệp. Thậm chí có đến 50% doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô siêu nhỏ, tức chỉ có dưới 10 lao động trên một doanh nghiệp. 75% doanh nghiệp đang sử dụng máy móc hết khấu hao, loay hoay không thể thoát ra được những máy móc công nghệ lạc hậu 2-3 thế hệ. Còn theo số liệu thu được từ cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 do Tổng cục Thống kê công bố hồi đầu tháng 10 năm nay, trong số 3.846 doanh nghiệp nông lâm và thủy sản, chỉ có 50,6% doanh nghiệp làm ăn có lãi, 9,8% doanh nghiệp hòa vốn và 39,6% doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Đáng chú ý, tốc độ giải thể của các doanh nghiệp lên tới 11%. Doanh nghiệp nông lâm thủy sản đang có xu hướng ngừng hoạt động và giải thể nhiều nhất so với các doanh nghiệp chung trong cả nước. Những con số thống kê trên cho thấy doanh nghiệp nông nghiệp vừa ít về số lượng, nhưng chất lượng lại chưa được cải thiện là bao trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, không chỉ nhỏ bé, doanh nghiệp nông lâm thủy sản còn đối mặt với muôn vàn khó khăn. Đó là những khó khăn gì? Kính mời quý vị đến với ghi nhận sau của chúng tôi. Theo nhiều đánh giá, giấy phép con, thủ tục hành chính đang là rào cản và cũng là khó khăn trở ngại lớn đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Theo điều tra của Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam, sau 4 năm thực hiện Nghị định 210 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp phải trải qua 12 loại thủ tục với 16 bước với 40 văn bản liên quan mới nhận được hỗ trợ từ Nghị định. Qua rà soát ở các địa phương, doanh nghiệp phải thực hiện tới 16 bước với gồm khoảng 40 văn bản có liên quan mới triển khai được dự án đầu tư và nhận được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định 210. Trong đó, khó khăn nhất là thủ tục hành chính, xây dựng, đất đai, môi trường, hỗ trợ đầu tư, như xin chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng và đặc biệt là các giấy phép con. Khi doanh nghiệp hình thành được thương hiệu gạo nội địa rồi, đăng ký với nhà nước rồi, thì chỉ cần đăng ký một lần và xử lý dụng chỉnh diễn, chứ không đăng ký lại hàng năm như hiện nay, rất bất tiện, tốn kém thời gian, tiền bạc. Hiện nay tập đoàn Lộc Trời chúng tôi có thương hiệu gạo hàng Lộc Trời, nhưng mà hàng năm đều phải đăng ký lại. Hàng năm phải xin là đăng ký gạo hàng Lộc Trời là cái thương hiệu đó được xài dụng diễn, không phải đăng ký gạo hàng năm. Cũng theo một khảo sát của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, năm 2014, 76% doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn cho rằng thủ tục phức tạp là trở ngại khó khăn cho sự phát triển của doanh nghiệp trong 5 năm tới, trong đó 33% cho là đặc biệt trở ngại. Ngoài ra, theo đánh giá, điều kiện được thụ hưởng chính sách từ Nghị định 210 rất khó khả thi. Đơn cử để dự án được hưởng ưu đãi hỗ trợ thì doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện là sản phẩm chế biến phải tăng giá trị 2 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu, quy định sử dụng tối thiểu 60% nguyên liệu và 30% lao động địa phương.
Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các dự án rất khó đạt mức tăng tỷ lệ giá trị chế biến trên 2 lần. Doanh nghiệp phải sử dụng cả nguyên liệu của các địa phương khác và lao động tại địa phương chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu chuyên môn tay nghề. Khi chúng tôi đã lập dự án, đã trình tỉnh rồi, trình bộ rồi, trình ai đó cũng được, nhưng mà đã duyệt cho chúng tôi dự án đó rồi. Thiết bị chúng tôi mua nước ngoài, ký hợp đồng chúng tôi không có cái chuyện làm sự ABC cả. Thiết bị chúng tôi là 10 triệu đô cả. Thì đến khi về nhà máy chúng tôi xây dựng, quyết toán để thiết kế cả này là 100 tỷ hay là 200 tỷ hả? Thì anh hỗ trợ tôi 10 tỷ à, xong nhà máy bắt đầu hoạt động trả cho anh 10 tỷ, xong khỏi bị kiểm toán, khỏi bị lôi thôi, khỏi bị chìm vào ABC. Có phải nó dễ không? Mà chúng ta phải làm bao nhiêu thủ tục như anh Ngọc thì vậy. Báo cáo tạo thuận lợi cho kinh doanh nông nghiệp năm 2016 của Ngân hàng Thế giới dựa trên điều tra 40 nước trên thế giới cho thấy môi trường cho kinh doanh giống cây trồng của Việt Nam được đánh giá ở mức 62,5 trên 100 điểm, thấp hơn cả Campuchia 68,8, Bangladesh 70,8 và Philippines 83 điểm. Nguyên nhân chính là do tại Việt Nam, cơ chế bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ phát triển làm khá tốt, nhưng việc đăng ký kinh doanh giống cây trồng có nhiều điều kiện nghiêm ngặt, thời gian cấp giấy chứng nhận cho giống mới lâu, ước tính mất 901 ngày so với Philippines và Myanmar, lần lượt là 571 ngày và 306 ngày. Chi phí để đăng ký giống mới còn cao với thế giới, cũng như với các nước trong nhóm thu nhập trung bình thấp như Myanmar 35,1, Campuchia 18,5. Ở Bangladesh, chi phí này gần như bằng không. Và đầu tư nông nghiệp báo cáo anh là tôi làm được có những cái 14 năm rồi. Chưa ra được cái đâu. Nhưng mà chưa ra thì đã có ông khác đưa đi khảo nghiệm DOS cũng được. Mình quy định của luật trong cây trồng sản xuất trong đồng là phải sau 3 vụ khảo nghiệm không trùng tên. Có nghĩa là nó phải là 2 năm đến 3 năm. Thế nhưng mà khảo nghiệm đưa đi khảo nghiệm DOS cho nên mấy rồi. Năm sau lại phải cùng mình. Thế là mình chưa xong cái quy trình của mình thì đã có khác rồi. Phải xây dựng luật chống cây trồng như các nước xung quanh chúng ta. Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, tôi nghĩ có hết. Còn chúng ta bây giờ vẫn cứ pháp lệnh và pháp lệnh ra đời trước khi chúng ta gia nhập đắp tình nhau. Đó là tháng năm 2004. Rõ ràng là không còn được. Nó bế tắc, nó gây rất nhiều khó khăn. Nông nghiệp công nghệ cao đang được cho là hướng đi tất yếu trong thời gian tới nếu muốn phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, luật công nghệ cao có những điều kiện mà doanh nghiệp nông nghiệp rất khó đáp ứng để hưởng các ưu đãi. Hiện cả nước mới chỉ có 28 doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong cái luật nghị định và những luật quy định là phải 3 năm có doanh thu thì mới được xét và chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Thì đấy là cái điều rất là khó cho những doanh nghiệp. Nếu như chẳng hạn một số doanh nghiệp mà ứng dụng công nghệ cao, người ta ứng dụng rồi nhưng 3 năm mới được chứng nhận thì người ta sẽ không được miễn cái thiết bị nhập khẩu, tức là cái thuế nhập khẩu và để xây dựng những cái trang trại quy mô ứng dụng công nghiệp cao như thế là rất là thiệt thòi cho họ. Vậy mà sau khi người ta được chứng nhận thì sau 3 năm người ta đầu tư xong rồi và không được miễn nữa thì như thế là cái luật công nghệ cao mà để ứng dụng cho những cái doanh nghiệp như thế là nó vô tác dụng. Cũng theo một khảo sát do Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn năm 2014 cho thấy, có 63,5% doanh nghiệp cho rằng tiếp cận đất đai gặp khó khăn bởi chính sách chưa tạo được thể chế hợp lý. Có đến 70,1% doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng. Có tới 49,7% số doanh nghiệp cho biết gặp khó trong việc thực thi chính sách thuế phí và có tới 65,4% doanh nghiệp gặp khó trong việc triển khai các chính sách thương mại và thị trường. Hiện nay chúng tôi có hàng chục hecta đất. Và chúng tôi tài sản chúng tôi trên đất chúng tôi đầu tư hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng mà chúng tôi là không đủ điều kiện bởi nhà nước cung cấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chúng tôi thì chúng tôi không có đủ điều kiện để thế chấp với ngân hàng và đến với cơ quan tín dụng nào người ta cũng quay mặt đi, người ta không muốn như vậy, người ta đều từ chối, tìm mọi cách từ chối. Vì vậy chúng tôi như vậy có những hiện nay cái mô hình của chúng tôi là có 2.000 con lợn như vậy nuôi theo cái công nghiệp. Thế và có 500 con lợn để nuôi theo hữu cơ, thế mà chúng tôi như vậy là thiếu vốn. Thiếu vốn thậm chí như vậy là nuôi được 5 tháng rồi mà chúng tôi không đủ như vậy là tiền để cho lợn ăn tiếp theo nữa. Ngày 25 tháng 10 năm 2017, tại buổi làm việc giữa tổ công tác của Thủ tướng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ này đã thông báo về kế hoạch cắt giảm các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ quản lý. Trong tổng số 345 điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ đề xuất bãi bỏ sửa đổi 118 điều kiện, chiếm 34,2%, trong đó bãi bỏ 65 điều kiện, sửa đổi theo hướng rút gọn 53 điều kiện. Đối với hai pháp lệnh, ba nghị định có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh,
sẽ được Bộ sửa đổi bổ sung theo tiến độ của chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội. Bộ sẽ tiếp tục tổ chức rà soát sâu hơn nữa đối với 508 thủ tục hành chính còn hiệu lực và đề xuất bãi bỏ đơn giản hóa 287 thủ tục hành chính. Như vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là bộ thứ hai sau Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ một lượng lớn điều kiện kinh doanh, hứa hẹn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nông nghiệp và sẽ thu hút được nhiều nguồn lực hơn nữa đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, một trong những trụ cột phát triển kinh tế một cách bền vững. Theo báo cáo tạo thuận lợi cho kinh doanh nông nghiệp năm 2016 của Ngân hàng Thế giới, dựa trên điều tra 40 nước trên thế giới cho thấy môi trường kinh doanh nông nghiệp Việt Nam ở dưới mức trung bình chung của các nước. Do đó, để cải thiện điều này, trong thời gian tới cần ra soát, hoàn thiện lại hệ thống chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp trên cả nước một cách đồng bộ, thống nhất. Cần cam kết ổn định về chính sách, cũng như cam kết không thay đổi chính sách trong khoảng thời gian đủ cho vòng đời đầu tư nông nghiệp từ 10 đến 20 năm. Mời quý vị đến với những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được về giải pháp giúp doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam có thể lớn mạnh. Lần sửa đổi này là tập trung vào cái việc tạo cơ chế, chính sách để cho doanh nghiệp đã đầu tư vào nông nghiệp thì phát triển mạnh lên. Đồng thời, những cái hộ kinh doanh trong nông thôn, những cái hộ kinh doanh nông nghiệp thì có thể phát triển thành những doanh nghiệp. Tất nhiên bước đầu phải đi từ quy mô nhỏ đến lớn hơn. Và chúng ta thu hút cái đầu tư ở ngoài nông nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Như vậy cái thu hút này không chỉ đối với các doanh nghiệp của trong nước chúng ta mà kể cả những cái doanh nghiệp của nước ngoài. Và tư tưởng, quan điểm, yêu cầu đặt ra của cái sửa đổi lần này đấy là chúng ta tạo cơ chế chính sách và hạn chế tối đa cái việc đầu tư hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp. Mà chúng ta tạo môi trường để cho doanh nghiệp phát triển, đấy là cái yêu cầu chính, yêu cầu chủ yếu. Và đồng thời với cái việc tạo môi trường này thì cũng phải rà soát tất cả những cái cơ chế, những cái thủ tục hành chính hiện nay để chúng ta chuyển từ cái thủ tục giải quyết cái hỗ trợ của cái chương trình 210 này từ cái việc phê duyệt trước, từ cái việc nghiệm thu chuyển hẳn sang cái cơ chế là tự động có cái giám sát của cái cơ chế, ví dụ như là cơ chế tín dụng thì giám sát giữa ngân hàng và cơ chế ngân sách nhà nước, không cần phải có những cái phê duyệt dự án quá cồng kềnh như hiện nay. Chúng tôi đề nghị là miễn VAT cho tất cả các loại nông sản. Nông sản là VAT tiêu thụ trong nước là bỏ VAT. Rất cụ thể chúng tôi không nói chung chung được. Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ 3 năm nay rồi. Chúng tôi đề nghị nữa là miễn thuế nhập khẩu, xuất khẩu tất cả các loại nông sản. Đang miễn nông sản thuế. Thứ ba là miễn thuế nhập khẩu tất cả thiết bị chế biến nông sản. Thiết bị nghiên cứu khoa học vấn đề trong chính sách đã có rồi nhưng còn cái gì nó chưa biết đấy. Nhà nước nên miễn tiền chuyển nhượng đất đai phải nộp cho nhà nước để doanh nghiệp có đất xây nhà máy sơ chế trái cây. Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất ngân hàng để xây dựng nhà sơ chế và mua máy móc thiết bị sơ chế trong gói trái cây. Là đối với các cái tập đoàn kinh tế lớn thì người ta có nhu cầu về đất rất là lớn để mà mở mang cái sản xuất, và thậm chí là người ta phải chủ động ngay cả vùng nguyên liệu để đảm bảo cho cái đầu vào và cái sản phẩm cuối cùng nó hoàn thiện. Thì các cái tập đoàn sản xuất lớn người ta cần rất là lớn cái nhưng hiện nay vẫn còn vướng ở chính sách hạn điền, thì các cái tập đoàn đó hiện nay là khó khăn. Giữa vấn đề tập trung đất đai với vấn đề tích tụ đất đai thì chúng ta thấy cái khoảng cách này cần phải được nối, đó chính là các cái ngân hàng đất đai phải sớm được cái thành lập. Như thường lệ là mục tư vấn pháp luật, kính mời quý vị cùng theo dõi. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu luật sư Nguyễn Chí Tú, giám đốc công ty luật Minh Đức sẽ tham gia trả lời cùng chương trình. Vâng, xin kính chào luật sư. Chào anh. Vâng, câu hỏi đầu tiên thuộc về bạn có tên là Trần Hoàng Hải ở Hải Phòng có gửi thư về cho chương trình và hỏi trường hợp của tôi là trường hợp tôi muốn hỏi là nếu mà nhà thầu đang trong quá trình tham dự thầu nhưng bị sát nhập hoặc là chia tách thì có được xem xét và quyết định
việc cho phép nhà thầu đã bị sáp nhập hoặc là chia tách đó để tiếp tục tham gia đấu thầu hay không. Và kính mong luật sư tư vấn giúp, tôi xin chân thành cảm ơn. Cái việc là họ đang tham gia một cái đấu thầu, một cái dự án đầu tư, thì tuy nhiên thì họ lại thực hiện cái việc là sáp nhập hoặc chia tách. Thì ở đây tôi đặt ra hai vấn đề là liên quan đến vấn đề về tư cách pháp nhân. Ở trong trường hợp này, nếu họ sáp nhập hoặc chia tách nhưng họ lại vẫn giữ nguyên cái tư cách pháp nhân của họ, thì cái việc đấu thầu này, cái việc tiếp tục đấu thầu này của họ là quyền, và đương nhiên là họ được quyền tham gia. Và đối với cái chủ đầu tư thì không cần phải xem xét về cái vấn đề là có hay là không có tiếp tục cho họ tham gia dự thầu. Còn vấn đề thứ hai đặt ra, nếu trong trường hợp mà họ chia tách doanh nghiệp hoặc họ bị sáp nhập mà mất tư cách pháp nhân, thì đương nhiên lúc đấy là họ không còn tư cách pháp nhân để tham gia, đại diện để tham gia gói thầu, thì lúc đấy chúng ta có thể xem xét lại về tư cách pháp nhân của họ trong cái việc là tham gia việc đấu thầu. Vâng ạ, xin cảm ơn luật sư. Câu hỏi tiếp theo thuộc về bạn Trần Hoàng Hà, và có hỏi là như sau: tôi là một doanh nghiệp khởi nghiệp startup và tôi đã có một ý tưởng kinh doanh của mình, và là xin luật sư cho tôi hỏi là liệu ý tưởng kinh doanh của tôi có thể coi là một tài sản vô hình để đem đi để vay vốn ngân hàng hay không, và nếu được thì cần phải có những thủ tục gì, và kính mong luật sư tư vấn giúp ạ. Tôi cũng đã từng được nghe là ý tưởng đẻ ra tiền. Vâng. Cái đấy rất quan trọng. Nếu doanh nghiệp mà làm mà không có ý tưởng, không có đường hướng thì rất khó để mà phát triển doanh nghiệp. Thì theo tôi đây là ý tưởng là tiền. Tuy nhiên ở cái mảng thứ hai là cái mảng vấn đề liên quan đến ngân hàng. Vâng. Ngân hàng lại liên quan đến vấn đề về tài chính, thì họ yêu cầu có những cái rất là chặt chẽ trong lĩnh vực mà để vay vốn ngân hàng. Tại vì để mà vay được vốn ngân hàng thì họ phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật. Mà theo tôi ở trong trường hợp này thì ý tưởng thì chưa được thể hiện ra. Thì tất nhiên là với anh đấy có thể là quý giá, có thể là sẽ đẻ ra tiền. Vâng. Nhưng đối với ngân hàng thì họ lại khác, họ yêu cầu khác là họ phải có những cái thực thể nhất định, họ phải có những cái chi tiết, và trên cơ sở đấy cái đấy mới là cái để có thể là làm cái vật thế chấp để mà vay được vốn ngân hàng. Vâng. Thì tôi có thể trả lời thẳng luôn là trong trường hợp này thì ý tưởng thì rất là tốt, nhưng trong người này thì anh không thể là vay được vốn ngân hàng mà thế chấp bằng cái ý tưởng đấy. À, tức là bây giờ là không thế chấp được bằng cái ý tưởng của mình, đúng không ạ? Không thể thế chấp được bằng cái ý tưởng mà là cái tài sản vô hình này. Vâng. Và đây cũng là nếu trong trường hợp này thì chỉ có là những cái như cái ý tưởng của anh này thì cũng là một cái dạng là nếu mà tốt thì gọi là tài sản hình thành trong tương lai. Đấy, nếu mà tài sản hình thành trong tương lai thì người ta cũng có thể là xem xét để cho vay. Vâng. Thế nhưng trong trường hợp này thì rất là khó. Vậy xin cảm ơn những tư vấn của luật sư. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.